Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có thể thời trẻ nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất. Nhiều khi chính họ cũng chẳng nghĩ rằng mình có thể trả được hết nợ, vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn luôn là vấn đề khiến cho những người này đau đầu. Nhưng bạn yên tâm, đó chỉ là vấn đề nhất thời. Trong năm nay, đặc biệt là vào khoảng thời gian trước tháng cô hồn, thế nào bạn cũng trả hết nợ, vì chẳng phải đau đầu vì tiền như trước đó nữa, nợ mấy cũng trả hết. Đã thế lại còn phải trải qua được cuộc sống dư giả, tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Nếu mệnh tuổi Tỵ được tử vi dự báo nợ nần đến mấy cũng có thể trả hết, đổi vận sang giàu nhờ phúc phận đầy bất ngờ. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này nhé. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tử vi năm 2020 dự đoán rằng trước tháng cô hồn và đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch này, mọi thứ sẽ chuyển. Tử vi năm 2020 dự đoán rằng trước tháng cô hồn và đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho bạn trong tháng 6 âm lịch này so với những tháng trước. Sự nghiệp của bạn suôn sẻ nhưng cần phải chú ý đến khía cạnh tài chính và đầu tư, cần phải thận trọng với những tài sản không chắc chắn. Từ khía cạnh của tình yêu và mối quan hệ tình cảm, tín hiệu tốt trong sự nghiệp và tài lộc sẽ tạo điều kiện cho cuộc sống tình cảm và tìm được đối tác phù hợp để dành cả cuộc đời cùng nhau. Sức khỏe rất là điều mà bạn cần phải theo dõi chặt chẽ, đừng hủy hoại nó vì lý do công việc. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều điều xui đối với mệnh chủ tuổi Tỵ. Tuy nhiên, sẽ có một số ngày trong tháng 6 âm lịch, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải hết sức chú ý, kẻo sẽ gặp phải những điều xui rủi, thị phi. Như ngày âm lịch 11 tháng 6, tức 31 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi. Đặc biệt, đại kỵ với mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 và mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Ngày âm lịch 23 tháng 6, tức 12 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và mệnh chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Trong tháng 6 âm lịch này, nữ mệnh tuổi Tỵ cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế, hóa giải thị phi, kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài. Trong hung họa cũng sẽ có những điều cát lành. Trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý này cũng sẽ có ngày tốt, ngày cát lành đối với nữ mệnh chủ tuổi Tỵ. Đó là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức 28 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 6, tức mùng 9 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng dễ có kết quả cao. Ngoài ra thì việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi của tuổi Tỵ trước tháng cô hồn và đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch. Tuổi Tỵ sẽ là biểu tượng cho con rắn, là con giáp đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng 12 con giáp.
nữ mệnh chủ tuổi Tỵ là người thông minh, sắc sảo, luôn ngẫm nghĩ trong giao tiếp. Họ khá giống với người tuổi Thìn ở việc hay có duyên với sự thành công và may mắn về tài chính. Tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ dễ bị hư hao tiền bạc, hao tốn tiền của vào nhiều việc, trong đó có cả cho sức khỏe. Về tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Tỵ, trước tháng cô hồn, đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch, bạn sẽ có được thu nhập ổn định, nhận được rất nhiều lợi nhuận từ phương diện tài chính hợp lý, tầm nhìn độc đáo, nắm bắt tốt cơ hội, cũng như sự giúp đỡ và hướng dẫn của các chuyên gia. Tháng này cũng là tháng làm việc để trả hết nợ cũ khi mà bạn chi tiền cho những thứ mới. Tránh thúc đẩy mua và chi tiêu vượt mức nếu bạn muốn giữ cho ngân sách của bạn cân bằng. Mặc dù vậy, cũng không nên quá tiết kiệm. So với tháng trước, tình hình tài chính của bạn sẽ tốt hơn nhưng vẫn phải quản lý tốt. Về sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Tỵ, phương diện sự nghiệp, mệnh chủ không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với mệnh chủ lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Nữ mệnh chủ tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trước tháng cô hồn và đặc biệt là vào tháng cô hồn. Trong tháng 6 âm lịch này, đòi hỏi bản mệnh phải cần bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Đối với những người tự kinh doanh, nữ mệnh tuổi Tỵ không nên cẩu thả trong tháng 6 âm lịch này. Bạn cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn đối tác hoặc xử lý các thói quen hàng ngày, đặc biệt là khi ký thỏa thuận hoặc hợp tác với người khác để tránh tổn thất cho chính bạn hoặc công ty. Nữ mệnh chủ tuổi Tỵ có tài năng nhưng thường chưa biết cách tính toán thiệt hơn, dẫn đến hiểu nhầm, ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của bản thân. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp, nữ gia chủ tuổi Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Về sức khỏe của tuổi Tỵ, trước tháng cô hồn và đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của bạn không đáng lo ngại. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Bạn cũng không bao giờ được quá tự tin vào cơ thể và trì hoãn chữa bệnh, nếu không nó sẽ xấu đi và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Về tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Tỵ, tình yêu có thể không lý tưởng với bạn trong tháng 6 âm lịch này. Những người đang yêu có thể gặp khủng hoảng trong tình yêu. Với người đã kết hôn, tình yêu có thể bị đe dọa bởi một bên thứ ba. Việc xảy ra những mâu thuẫn cãi vã trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi trong cuộc sống này, chẳng ai là có thể hoàn hảo và cũng chẳng ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế hãy nghĩ thoáng ra một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn hơn. Đồng thời để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở, nữ gia chủ tuổi Tỵ nhớ mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long Tỵ Dậu Sửu, sử dụng làm vật phẩm hộ thân chiêu quý nhân, hóa giải tỵ phi, tiểu nhân hãm hại và kích tình duyên, là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem vận mệnh nữ mệnh tuổi Ất Tỵ thì cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là tháng đại hung đối với bạn. Vận khí cực kỳ kém. Khoảng thời gian này, phong thủy gia cát khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định thay đổi công việc. Chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Tháng này nên tự rèn cho mình cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Càng những thứ liên quan đến tiền như đầu tư kinh doanh thì càng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Nên quan sát từng biến động của thị trường để có thể có những thay đổi cho phù hợp. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Nữ mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 trước tháng cô hồn, đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch năm 2020 này,
vận trình nửa đầu tháng khá là ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương thăng chức thì nên học hỏi bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình. Đồng thời, nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Có thể thông qua những kỳ sát hạch năng lực để nâng cấp, song cần phải lưu ý làm gì cũng phải biết đúng mực, cư xử hài hòa để tránh bị tiểu nhân ganh ghét mà gây chuyện. Nữ mệnh tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Tuổi Tỵ mệnh đại lâm mộc trong tháng này vận khí khá là tốt, cần tuân theo những kế hoạch định ra từ trước có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy nhớ câu cần cù bù thông minh, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ đến việc nhờ cậy người khác mà cần phải có ý thức tự giác dựa vào chính sức mình. Đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch này, gia chủ cần tránh ngày âm lịch 11 tháng 6 tức 31 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Tỵ 1989. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ vào tháng 6 âm lịch này thật sự là tháng khá nhiều thách thức. Bạn gặp phải thị phi, vận đen nối tiếp vận đen như mất đồ, mất tiền. Để hóa giải được điều này, các gia chủ có thể thay đổi bằng cách sử dụng pháp khí Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang trì chú để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tiến sang tháng này, nữ mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Người này tâm địa hiền lương, hay giúp đỡ mọi người, lại nhiệt tình, tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người quý mến. Bản mệnh nên làm những điều mình thích cho cuộc sống được phong phú hơn, đỡ phần nhàm chán. Chú ý kiên trì tập luyện thể dục, giữ cho tâm trạng bình hòa, sinh hoạt điều độ, đồng thời định kỳ thăm khám sức khỏe để giữ cho sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch này, gia chủ cần chú ý ngày âm lịch 11 tháng 6, tức 31 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi. Ngày âm lịch 23 tháng 6, tức 12 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Tỵ 2001. Trong những ngày này, phong thủy gia cát khuyên mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất là không nên thực hiện công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Đối với nữ mệnh chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 và 2013, nữ mệnh tuổi Quý Tỵ trong vận trình không có gì đáng lo, các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng lứa, năng tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe được đảm bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng 6 âm lịch hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của nữ tuổi Tỵ trước tháng cô hồn và đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.